đô la Mỹ để unlock hàng triệu smartphone. Nhân viên của nhà mạng AT&T đã nhận hàng trăm ngàn đô la Mỹ để trở thành tay sai cho các tin tặc trong suốt 5 năm. Đây cũng chính là nguyên nhân tồn tại của những chiếc điện thoại lock trên thị trường di động. Theo đó, một người ông có tên Muhammad Fat 34 tuổi đã bị cáo buộc với tội danh mua chuộc nhân viên nhà mạng AT&T nhằm mở khóa cho hàng triệu chiếc smartphone gắn với nhà mạng. Theo bộ tư pháp Mỹ, người này đã trả tổng cộng 420.000 đô la Mỹ cho một nhân của nhà mạng AT&T trong suốt 5 năm này. Với tội danh này, Muhammad đang bị dẫn độ từ Hồng Kông về Mỹ để tiến hành thụ lý. Thông tin ban đầu cho biết, Muhammad sẽ gửi số IMEI của điện thoại và số nhà mạng đi kèm với máy cho một số nhân viên của AT&T. Đối tượng nhận tiền của Muhammad sẽ sử dụng hệ thống nội bộ của công ty để mở khóa những thiết bị này. Sau khi một trong những nguồn hàng bị sa thải, Muhammad đã làm việc với kẻ đồng mưu còn lại tại AT&T và được cung cấp một phần mềm giúp anh ta có thể mở khóa điện thoại từ xa. Muhammad thậm chí còn trả tiền mua chục người này để cài đặt lại các router cũng như access point trong AT&T nhằm giúp anh ta có thể truy nhập vào hệ thống mạng. Thông tin từ Fox cho biết, Muhammad nhận được tiền từ những người có nhu cầu chuyển chiếc điện thoại của họ ra khỏi danh sách sản phẩm lock của nhà mạng AT&T. Đây là những chiếc máy bị khóa mạng và chỉ có thể sử dụng với hệ thống của nhà mạng này trước đó. Theo bộ tư pháp Mỹ, hành động biến máy lock thành máy quốc tế để bán ra ngoài của Muhammad đã gây tổn hại hàng triệu đô la Mỹ cho nhà mạng AT&T. Nếu bị kết luận là có tội, Muhammad sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì một loạt tội danh liên quan đến hành vi lừa đảo. Gulam Jiwani, kẻ đồng mưu với Muhammad được cho là đã chết trong thời gian nhận cáo buộc.